Chào mọi người. Công nhận cái ông tác giả này Tiểu Lâm thật á. Cứ được 2-3 ngày lại nứt cục ngày. Cứ 2-3 ngày nứt cục ngày. Chơi mà người ta nín thở. Khó chịu thật. Nhưng mà thôi thế cũng đỡ. Cái ông Phú Vậy Đại Gia ông nín luôn. Nín 4-5 ngày nay rồi đó. Mọi người cũng đừng hỏi Phú Đại Gia nữa nha. Có là tự động áp dịch à. Tại vì nói thật là áp rất mót Phú Đại Gia. Cực kỳ mót luôn á. Nhưng mà không có. Không có thành ra không dịch thôi. Át cũng cảm ơn bạn Thái Nguyên. Bạn Thái Nguyên đã đăng ký hội viên cứng. Át cảm ơn bạn Thái Nguyên đã ủng hộ Át. Cao thủ chân tu Diệp Thiên, chương 3390 đến chương 3392. Đám người sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp Thiên đang một mực ngồi xếp bằng tính tọa, thì giờ phút này chậm rãi đứng dậy, sát ý từ trong mắt anh tuôn ra. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ân oán này. Diệp Thiên từ trên bệ đá chậm rãi đứng dậy, đôi mắt anh cốn tại thời khắc này đột nhiên mở ra, duệ mang sắc bén, ngay tức thời tàn phá bừa bãi toàn trường, giống như thực chất thẳng quét về phía Liễu Thừa Phong. Giờ khắc này ánh mắt Liễu Thừa Phong khẽ biến, hắn phát giác được Diệp Thiên hiện tại dường như khác biệt rất nhiều so với trước đó. Thế nhưng hắn chỉ là thất thần trong thoáng chốc, sau đó bật cười lạnh thành tiếng. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt, có đế phi nguyện ý vì ngươi mà cầu xin, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ, liền đã coi như là tổ tiên tích đức cả 8 đời. Không nên không biết điều như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự sẽ không giết ngươi. Mai Nhật Lãnh cũng vội vàng quay đầu, nàng nhìn về phía Diệp Thiên, còn không ngừng nháy mắt với anh. Tại một khắc Diệp Thiên sắp bị Liễu Thừa Phong đánh giết này, nàng đã đưa ra một quyết định trọng đại, cam nguyện hy sinh sự trong sạch của mình để cứu lấy mạng sống của Diệp Thiên. Về sau, nàng sẽ tìm biện pháp nghĩ thuyết phục Diệp Thiên trở thành quản lý, tìm được một cơ hội giải khai khóa tinh ngân, khôi phục một số sức mạnh, rồi dần dần tính toán trong tương lai. Nếu như bây giờ Diệp Thiên lại lần nữa chọc giận Liễu Thừa Phong, bị giết chết tại chỗ, thì kế hoạch của nàng đều sẽ biến thành ảo ảnh trong giấc mơ. Giết ta sao? Diệp Thiên lại giống như không hiểu ánh mắt của Mai Nhật Lãnh, chỉ là đối với Liễu Thừa Phong giễu cợt cười một tiếng. Muốn giết ta, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Ngươi bây giờ đã không còn tư cách đó. Ồ, Liễu Thừa Phong hai mắt có chút híp lại, giống như là nghe được một chuyện cười lớn, trên mặt tràn ngập vẻ mỉa mai. Sau đó, hắn cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của Mai Nhật Lãnh, trực tiếp sải bước vọt ra, đã xuất hiện tại đỉnh đầu Diệp Thiên, chính là một chưởng đè xuống. Một chưởng này, chân lực phun ra, nhiệt khí bốc hơi cuồn cuộn đè xuống, cả phiến thiên địa này đều trở nên nóng bỏng. Liễu Thừa Phong, ngươi... Mai Nhật Lãnh không nghĩ tới Liễu Thừa Phong vậy mà lại quả quyết xuống tay, tàn nhẫn như vậy. Muốn ngăn hắn ngừng lại là đã không kịp. Mọi người vốn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ bị một chưởng này của Liễu Thừa Phong trực tiếp nghiền nát. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Thiên lại là đột nhiên đưa tay, nắm ngón tay anh siết chặt, hướng về một chưởng của Liễu Thừa Phong đánh tới. Oanh! Một lực lượng cuồng bạo đột ngột từ mặt đất bốc lên, phiêu tán phun ra từ trên bệ đá. Một quyền này của Diệp Thiên đánh thẳng vào chính diện chưởng ấn của Liễu Thừa Phong. Quyền kinh chưởng lực kịch liệt va chạm với nhau, sinh ra một trận cuồng phong phá hủy toàn bộ các tốc lều xung quanh. Âm! Một tiếng vang trầm đục phát ra, chỉ nhìn thấy Liễu Thừa Phong ở trên bầu trời lộn ngược một cái, sau đó vững vàng dừng lại. Mà Diệp Thiên cũng là tại trên bệ đá liên tục hướng về phía sau lùi 3 bước, mỗi một bước đều lún xuống bệ đá nửa mét. Lần đối đầu này là Diệp Thiên rơi vào thế hạ phong, nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người trong toàn trường lại là vô cùng chấn động. Ngay cả bản thân Liễu Thừa Phong càng là hai mắt trợn trừng trừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao để có thể như vậy được chứ? Người lại có thể tiếp được một chữ của ta sao? Hắn nhìn về phía Diệp Thiên không chớp mắt, biểu lộ càng phát ra vẻ không ngừng thay đổi. Những người tới nơi này, mỗi một người chắc chắn đều sẽ bị gieo xuống khóa tinh ngân, sẽ mất đi tất cả lực lượng.
Cho dù là một vị nguyên anh ở trước mặt hắn, thì giờ phút này cũng sẽ yếu ớt, bất lực. Hắn chỉ cần tiện tay là có thể nghiền chết. Huống chi, Diệp Thiên ở thời kỳ toàn thịnh chỉ là tam phẩm kim đan, đúng không? Nhưng là bây giờ, dưới tình huống Diệp Thiên, cho dù đã bị giao xuống khóa tinh ngân, là có thể đón lấy một chưởng này của hắn. Đây chính là chuyện độc nhất vô nhị. Đừng nói là hắn, tới đây đã 10 năm, cho dù là tính đến trong toàn bộ lịch sử tại tinh ngân chi nhãn, cũng tuyệt đối chưa từng có loại tình huống này xuất hiện. Chỉ có đôi mắt đẹp mơ màng của Ma Nhược Lãnh chợt nhớ tới câu nói trước đó của Diệp Thiên. Chẳng lẽ nói anh ta đã xông phá khóa tinh ngân rồi sao? Anh ta nói cánh cửa thứ nhất chính là chuyện này hay sao? Vừa nghĩ đến đây, sự chấn động trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt. Nàng mất thời gian 10 năm tìm kiếm đủ các loại phương pháp, nhưng vẫn như cũ không có cách nào trung chuyển khóa tinh ngân, cho dù chỉ là một chút. Thế nhưng Diệp Thiên chẳng qua đến nơi này mới chỉ là vỏn vẹn một ngày, liệu có thể hóa giải khóa tinh ngân? Đây là loại khái niệm gì vậy chứ? Quả nhiên, lấy thực lực nhập thần đỉnh phong đối chiến với tiên thiên đại viên mãn vẫn là có chút phí sức. So với sự kinh ngạc của những người khác mà nói, Diệp Thiên biểu lộ bình thản, anh chỉ là nhẹ nhàng siết chặt lại nắm đấm. Anh giờ phút này vừa mới giải khai lớp phong ấn thứ 3, nhưng điều này so với hiệu quả anh dự tính lại kém hơn rất nhiều. Trước kia anh đã từng coi là mình giải khai lớp phong ấn thứ 3 chỉ ít cũng có thể có được chiến lực tiên thiên, nhưng với tình huống thực tế bây giờ, anh lại chỉ có thể phát huy thực lực xuất thần nhập đỉnh phong mà thôi. Từ điểm này mà nói, lớp phong ấn thứ 3 của khóa tinh ngân này chỉ phong ấn khoảng 40-50% lực lượng. Hai tầng cuối cùng mới là mấu chốt phong ấn phần lớn lực lượng. Nhưng cho dù chỉ có thể thi triển lực lượng nhập thần đỉnh phong, nhưng Diệp Thiên lại không thể tiếp tục ẩn nhẫn. Cho dù Liễu Thừa Phong là tiên thiên đại viên mãn, anh cũng không chút nào sợ hãi. Mặc dù bây giờ anh không cách nào vận dụng phệ thiên trường sinh thể, nhưng anh lại có tam hoa tổ đỉnh cùng tứ đại thần thú chi linh. Anh có đầy đủ sự tự tin có thể đối kháng với Liễu Thừa Phong. Huống chi, Ma Nhược Lãnh vì cứu anh mà nguyện ý hy sinh chính mình, anh lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Ma Nhược Lãnh bị Liễu Thừa Phong mang đi như vậy chứ? Vì cái gì? Tại sao lại như thế chứ? Thần sắc kinh dị trong mắt Liễu Thừa Phong càng lúc càng đậm hơn. Hắn đưa tay chỉ về hướng Diệp Thiên, lạnh giọng quát lên: "Tiểu tử, người đến tục cùng đã làm cái gì?" Diệp Thiên căn bản hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là bàn tay anh vừa nhấc lên, một luồng hỏa diễm kim sắc óng ánh chói lọi từ lòng bàn tay anh bùng lên, cấp tốc lan tràn toàn bộ lòng bàn tay. Người sắp chết không cần phải hỏi nhiều. Anh dương mắt nhìn về phía Liễu Thừa Phong, mà chân sau đột nhiên đạp mạnh xuống, toàn bộ bệ đá cao 10 mét trong nháy mắt nổ thành bột phấn, mặt đất cũng là kịch liệt chấn động, mà bản thân anh thì là phóng phút lên trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người Liễu Thừa Phong, một quyền đột nhiên quất ra. Phệ thiên diễm long quyền, nhiệt độ cao kinh khủng xen lẫn quyền kình cuồng bạo phún ra, làm cho lông tơ toàn thân Liễu Thừa Phong từng cái dựng đứng lên. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là thiên tài tuyệt đỉnh, xếp hạng thứ 11 bảng thiên kiêu hệ ngân hà. Với bản năng chiến đấu trời sinh, làm cho chân lực toàn thân hắn chấn động, cánh tay hắn vung lên liền hướng về quyền kình của Diệp Thiên đập tới. Âm! Một âm thanh trầm đục từ trong hư không truyền ra, gió mây dưới thiên địa vần vũ cuồn cuộn. Ngay sau đó, một thân ảnh mãnh liệt văng mạnh ra, chật vật lui về phía sau, đúng là Liễu Thừa Phong. Ống tay áo của hắn giờ phút này đã bị hỏa diễm kim sắc thiêu đốt hầu như không còn gì, trên da cũng là hiện ra mấy mảng cháy xém. Mà tại trước người hắn, Diệp Thiên như bóng với hình, rất nhanh liền lấn người vọt lên, tốc độ so với tốc độ lui của Liễu Thừa Phong lại càng nhanh hơn. Mà tại đỉnh đầu của anh, một đóa hoa gần như trong suốt đang lắng lặng trôi nổi. Hùi, hoa chỉ cảnh mà còn là gần như không màu. Vô số người nhìn xem một màn này đều là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Những nô lệ ở đây mặc dù bây giờ đều rất chật vật thê thảm, nhưng mỗi một người tất cả đều đã từng là tu tiên giả mạnh mẽ trong hệ linh hà, tự nhiên biết điều này
đại biểu cho cái gì? Những ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt đề đổ dồn về phía Diệp Thiên. Ngay sau đó, tại bên trong ánh mắt nhìn trừng trừng của vạn chúng, Diệp Thiên đã bay vọt đến đỉnh đầu Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong bị phệ thiên thành diễm của Diệp Thiên xâm nhập vào bên trong cơ thể. Hắn đang điều động chân lực để hóa giải, mà trên đỉnh đầu Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện hòa chỉ cảnh, đã khiến hắn thần hồn kinh hoảng, chỉ có thể điều động chân lực trước người ngưng tụ thành một lá chắn bảo vệ. Ta đã từng nói, một cước ban thưởng kia của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Trong mắt Diệp Thiên không mảy may mang chút tình cảm nào, tại bên trong ánh mắt mang theo sự hoảng sợ của Liễu Thừa Phong. Chân phải anh nâng lên, sau đó đột nhiên giật mạnh xuống. Chỉ gặp trên chân phải của anh, trong lúc mơ hồ, có một hư ảnh mãnh hổ khổng lồ hiển hiện. Mãnh hổ này toàn thân đều có lôi quang bao bọc, ngàn vạn lôi hổ tràn ngập không gian, lực lượng cuồng bạo cũng theo đó mà trút xuống. Sức mạnh của lôi hổ há lại dễ kháng cự được sao? Oanh! Sức mạnh của lôi đình và chân lực do hòa chí cảnh gia trì đồng thời nện xuống. Liễu Thừa Phong lúc này máu tươi cuồng phún phun ra, thân thể của hắn cũng là từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống đất, làm tung tóe bốc lên làn khói bụi khổng lồ cao hơn chục trượng, mà bản thân hắn thì là biến mất tại bên trong lớp khói bụi, mất đi tất cả khí tức cùng sinh cơ. Trước trước sau sau không đến 10 hiệp, xếp hạng thứ 11 bảng thiên kiêu hệ Ngân Hà bị Diệp Thiên chỉ là nhập thần đỉnh phong giết chết. Hoa chỉ cảnh trên đỉnh đầu Diệp Thiên tiêu tán đi, hư ảnh lôi hổ cũng là tiêu tán trong vô hình. Anh lúc này mới từ không trung hạ xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Ma Nhật Lãnh. Đã không muốn làm nô lệ, như vậy cùng tôi đứng lên đi. Đôi mắt Ma Nhật Lãnh cực liệt chấn động, trong lúc nhất thời đúng là không nói được lời nào. Vào khoảnh khắc Liễu Thừa Phong bị giết chết, trong một cung điện huy hoàng cách xa trại tập trung nô lệ hàng ngàn dặm, một trung niên nhân thân mặc long bào đột nhiên mở mắt. Là Liễu Thừa Phong sao? Hắn vậy mà chết rồi sao? Người này trên mày hơi nhíu lại, sau đó cong ngón tay búng ra, một đạo quang ấn điểm tại bên trong hư không, hình thành một luồng thông tin. Trại tập trung nô lệ có biến, tham lam phá quân, nhanh đi xem xét. Ngay khi luồng thông tin vừa mới hiện ra, hai đạo thân ảnh chính là từ phía ngoài cung điện phóng vút lên trời, hướng về trại tập trung nô lệ lao vút đi. Hết. Hy vọng ngày mai có tiếp. Chuyện quá hay.